Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Học bổng thắp sáng niềm tin do Truyền hình Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và trong khoảng thời gian vừa qua, chương trình Học bổng thắp sáng niềm tin đã giúp sức cho rất nhiều những hoàn cảnh các bạn học sinh, sinh viên khó khăn để vươn lên đạt được ước mơ của mình trong tương lai. Và trong chương trình kỳ này, Quang Quý mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng làm quen với một bí thư đoàn trường, một võ sĩ Taekwondo và bên cạnh đó là một học sinh giỏi ưu tú nhiều năm liền. Nghe qua thì chắc là quý vị đang tưởng tượng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ có tới 3 nhân vật đúng không ạ? Nhưng không, cả 3 dữ kiện đó đều thuộc về một nhân vật, đó chính là cậu học sinh Trần Công Nam đến từ lớp 12A11 trường Trung học phổ thông Phú Nhuận. Và ngay bây giờ mời tất cả quý vị hãy đồng hành cùng với Quang Quý nha. Hàng Cường đã về đây cũng năm 2000. Thì bây giờ trước đây thì vợ chồng bán quà đồ này kia nọ được nhiều, nhưng mà lúc này là hàng nó ế lắm, cho nên hai vợ chồng thì thấy nó cũng có khó khăn. Không chỉ để lại ấn tượng với bản thành tích học tập, tham gia phong trào nổi bật, Trần Công Nam, học sinh lớp 12A11 trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, còn khiến cho mọi người nể phục khi có hàng loạt huy chương vàng ở giải Taekwondo. Là bí thư đoàn trường nên Nam trong mắt các bạn và thầy cô, bạn bè luôn là một chàng trai hoạt ngôn, lém lĩnh nhưng cũng rất ra dáng thủ lĩnh trong các hoạt động tại trường và quận đoàn Phú Nhuận. Tích cực tham gia hoạt động tại trường, ngoài xã hội, nhưng việc học của Nam cũng không hề bị ảnh hưởng. Minh chứng cho điều đó là bản thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi. Và cũng ít ai biết được hoàn cảnh gia đình của Nam lại rất khó khăn. Thằng Cường thì nó nuôi mẹ già, đau bệnh nằm tại chỗ. Còn em từ khi về tới đây là thấy em là học hành siêng năng. Ngoài cái học hành siêng năng đó còn lo việc nhà, là những cái vật dụng trong nhà mà hư hỏng thì đều em đều sửa chữa. Và đồng thời em có cái khoa mà là tạo nên cái mẫu kiển rất là đẹp. Cho nên là chú ở bên là rất là thấy là bé rất là chân thành. Gia đình Nam hiện đang ở trong một căn nhà nhỏ tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Trước đây, bà lái taxi, mẹ bán xôi ở chợ. Nhưng mấy năm gần đây, kinh tế khó khăn nên bà Nam chuyển sang bán quần áo ở vỉa hè. Còn mẹ, vì có di chứng bệnh tim nên nghỉ bán xôi để phụ ba công việc nhẹ nhàng hơn và có thời gian chăm cho bà nội. Bà của Nam hiện bị liệt ở chân nên cần người chăm sóc trong mọi sinh hoạt. Thu nhập của gia đình trước kia thì vừa đủ, nhưng khi bà bị tai nạn, tất cả mọi sinh hoạt phí đều được dành để chữa bệnh và lo cho bà nội của Nam, trang trải học phí cho hai anh em của Nam. Thành ra, việc thiếu trước hụt sau là điều không tránh khỏi. Phải nói là bạn Trần Công Nam là một cán bộ đoàn rất là xuất sắc, năng nổ tích cực của trường Trung học phổ thông Phú Nhuận. Trường Phú Nhuận cũng là một trong những trường có cái số lượng cán bộ đoàn cũng như là cái hoạt động rất là tốt và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền của quận đoàn Phú Nhuận. Riêng về bạn Nam thì em là một học sinh giỏi, nhất là nhiệt tình, đã đạt được nhiều cái giải thưởng, nhất là trong cái giải thưởng của về thể dục thể thao Taekwondo và đặc biệt là một số cái giải thưởng của cán bộ đoàn quận Phú Nhuận. Về góc độ quận đoàn thì đặc biệt là ban thanh niên trường học ở bên quận đoàn này cũng luôn quan tâm để hỗ trợ gắn bó, giúp đỡ Nam trong học tập và trong các hoạt động phong trào. Sắp tới đây thì Nam sẽ được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một vinh dự và là một cái cho quá trình phấn đấu của các bạn. Hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng Nam luôn lạc quan và cho rằng mình may mắn, hạnh phúc hơn các bạn đồng trang lứa khi mà mình luôn có sự chia sẻ từ gia đình. Chính điều này càng khiến cho chúng tôi, những người đồng hành cùng Học bổng thắp sáng niềm tin trong hơn 4 năm qua, thấy trân trọng và nể phục. Ở trường, Nam là chàng thủ lĩnh thanh niên năng động, trong học tập là một chàng trai có thành tích cao, còn ở nhà thì lại luôn là một người con, người cháu biết vâng lời và hiếu thảo. Ngoài giờ học, Nam lại phụ mẹ việc nhà và chăm bà. Vừa qua, Nam còn vinh dự được công nhận là đoàn viên ưu tú và được tham gia lớp cảm tình đảng vào tháng 3 năm 2019. Với những thành tích học tập, những giải thưởng cao trong thể thao, hy vọng chàng trai ba giỏi của chúng ta sẽ có được những hành trang quý báu, tạo thêm niềm tin cho em ở chặng đường mới phía trước, chặng đường mới ở giảng đường đại học.
Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu cũng như là tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần trao học bổng thắp sáng niềm tin. Và thưa quý vị, trải qua khoảng thời gian rất là dài đồng hành cùng với các bạn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thì chương trình thắp sáng niềm tin do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình truyền hình thanh niên trực thuộc thành đoàn kết hợp cùng với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ cho rất là nhiều những hoàn cảnh để có thể vượt qua những khó khăn, đạt được ước mơ của mình trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được có mặt tại đây và trao cho bạn Nam một suất học bổng đến từ chương trình học bổng thắp sáng niềm tin để giúp cho bạn có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình, để có thể là đạt được ước mơ vươn tới cánh cửa đại học và cố gắng hơn nữa trở thành một công dân có ích cho xã hội. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của chương trình lần này, đó chính là phần trao học bổng thắp sáng niềm tin. Ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu bạn Trần Công Nam, học sinh của lớp 12A11 trường Trung học phổ thông Phú Nhuận. Và bên cạnh đó cũng xin mời tiến lên sân khấu ba của bạn Công Nam là chú Trần Công Cường, cũng có thể lên để cùng với bạn Công Nam là có thể là nhận suất học bổng này. Xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Đảng ủy viên Chánh văn phòng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có thể trao một suất học bổng đến với bạn Công Nam. Suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, hy vọng là Công Nam sẽ có thể cố gắng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Chúng ta có thể cho một tràng pháo tay được không ạ? Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh rất là vinh dự được đồng hành với học bổng thắp sáng niềm tin. Thì trong nhiều năm qua, tổng công ty cũng đã góp sức để giúp cho các em học sinh có những cái hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và viết tiếp cái ước mơ của mình. Và hôm nay đây thì đến với một suất học bổng nữa, cũng là muốn đem một cái tinh thần của ngành điện là muốn thắp sáng niềm tin và kính chúc cho em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình để trở thành một công dân tốt và giúp ích cho gia đình và cho xã hội. Dạ, thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành là Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, và với suất học bổng này em sẽ hứa sẽ cố gắng thật giỏi để không phụ lòng thầy cô cha mẹ và mọi người đã tin tưởng và giúp đỡ em vượt qua cái khó khăn này. Em xin trao cho cháu phần học bổng rất lớn, em cũng rất thành cảm ơn và em hứa em sẽ chăm sóc cháu để cho cháu là học thành tài cho người có ích cho xã hội và gia đình.